Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ Lục Thiêu Du nhìn thân ảnh xinh đẹp vừa mới từ trong gợn sóng bước ra, trong lòng vô cùng kinh hãi. Người có thể làm được bước này, tuyệt đối có tu vị kinh khủng. Mà nhìn thân ảnh xinh đẹp này, Lục Tiêu Du lập tức có chút ngạc nhiên. Lục Tiêu Du không phải là chưa từng gặp nữ nhân đẹp, thế nhưng nữ nhân này dường như so với tất cả nữ nhân Lục Tiêu Du đã từng gặp còn đẹp hơn một chút vậy. Đây là một thân ảnh yểu điệu tích cực hạn, y phục trắng như tuyết, mái tóc đen sau đầu kẽ phiêu động, giống như là tiền tử không nhiễm khói bụi nhân gian. Khuôn mặt kia tinh xảo tới mức cực điểm, lại tuyệt mỹ giống như khiến cho ngay cả thiên địa cũng động lòng người. Trên khuôn mặt tao nhã kia hiện lên sự quyến rũ nhàn nhạt, nhạt, thế nhưng lại cao quý vô song. Đôi mắt như nước dường như có thể nhìn thấu tất cả. Khói miệng mang theo nụ cười giống như hoa nở, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Trong chớp mắt này, hầu như Lục Thiếu Du đã nhận định người này là Bạch Linh. Thế nhưng đây không phải là Bạch Linh. Y phục trên người cũng trắng như tuyết giống như nàng, đều là nữ tử tuyệt mỹ Thế nhưng khí chất của Bạch Linh là lạnh lùng yêu mị phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người, lạnh lùng uy nghiêm hội tụ trên người của nàng. Mà nữ tử cao quý này cũng mang theo cái vẻ quyến rũ giống như tiền tử không nhiễm khói lửa nhân gian, đẹp bên nỗi khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác mờ ảo. Có thể nói hai người đều đẹp tới mức không phần cao thấp, thế nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Người là ai? Nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện này, nam tử trung điền kia dường như cảm nhận được cái gì đó ánh mắt trở nên cực kỳ ngừng trọng. Hai người lăng thanh tuyền không linh vương nhìn đứa tử tuyệt mỹ này, dường như chỉ cần liếc mắt cũng khiến cho hai người có một loại sao động muốn phủ phục xuống. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là người này ta sẽ mang đi. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn nam tử trung Điền rồi nói, mặc kệ ngươi là ai, người này người không dẫn đi được đâu. Nam tử trung niên nói ra, nói xong, trường bào màu lam rung lên, không gian trực tiếp xuất hiện một cái khen đứt một bàn tay to đột nhiên xuyên qua không gian trong nháy mắt chụp về phía lục thiêu du Mà trong chớp mắt này, toàn bộ không gian run lên, năng lượng thiền địa trong bầu trời bây giờ hội tụ tới. Cả bầu trời phong vần biến sắc, hải vực phía dưới cuồn cuộn, uy áp mạnh mẽ lan tràn ra xung quanh. Mạnh quá! Lục thiêu du sợ hãi thẩm than, đây chính là cường giả linh tồn xuất thủ sao? Mỗi một cây giờ tay nhấc chân đều kéo theo năng lượng trong thiền địa. Mỗi một đạo công kích đều có thể xé rách không gian quả thực là đáng sợ. bản thân hắn so với bọn họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. cho tới nay, lục tiêu du đều cho rằng thực lực của mình không tồi, đặc biệt là gần đây đánh chết hải vũ tồn nhất trọng. thế nhưng lúc này lục tiêu du mới ý thức được giết vũ tồn nhất trọng là bởi vì hắn có từ lôi huyền đỉnh mà thôi, còn thực lực của bản thân hắn vẫn còn kém xa. người đang ở trong tay của ta, ta muốn dẫn đi người còn chưa có thể ngăn được. trong bầu trời lúc này Sân ảnh xinh đẹp kia không ngừng vung tay, trực tiếp đánh ra thủ ấn về phía nam tử trùng điền. Không gian tức thì vặn vẹo, hai đạo thủ ấn nhanh chóng va chạm với nhau. Hai đạo năng lượng va chạm, thế nhưng lại không xuất hiện thành âm bạo liệt như trong tưởng tượng của mọi người. Trong nháy mắt, khi hai đạo năng lượng kinh khủng va chạm, một đoàn quang mang trói mắt từ đời hai cỗ năng lượng bắn ra. Trong không gian đột nhiên có một hố đen xuất hiện. Cỗ năng lượng kia trong nháy mắt bị hút vào bên trong hố đen. Toàn bộ không gian rung lên, giống như thông báo cho mọi người hai vị cường giả kinh khủng kia vừa mới giao thủ một kích. Đồng thời nam tử Trung Điền và nữ tử Tuyệt Mỹ kia đồng thời lảo đảo lùi về phía sau. Trong nháy mắt, khi nữ tử Tuyệt Mỹ kia lảo đảo lùi về phía sau thì tay cũng nắm lấy vài lục tiêu du, không gian bị xé mở. Lúc này, lục tiêu du cũng có thể nhìn ra, dường như vừa rồi giao thủ một kích với nam tử Trung Điền kia, nữ tử Tuyệt Mỹ này đã rơi vào thế hạ phong lưu lại người cho ta. Mặt thấy nữ tử tuyệt mỹ kia mang theo lục tiêu du, nam tử trung điền lập tức hét lớn một tiếng. Trong mắt có một cỗ tình quang lạnh lẽo lạ bắn ra. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Bàn tay nắm chặt ba động ngập trời từ bên trong lòng bàn tay hắn khuếch tán ra. Cùng với cỗ ba động này khuếch tán, thiên địa nhanh chóng run rẩy. Một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đột nhiên đường tụ. Từ phía xa nhìn lại, toàn bộ cựng sóng trong không gian đột nhiên cuồn cuộn giống như sóng biển khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Linh lực bà động thật là mạnh mẽ. Lục Tiêu Du nhìn thấy cảnh này trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đây mới chính là cường giả, mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Linh lực bàng bạc bà động như vậy khiến cho toàn bộ tiên địa run rẩy, năng lượng vô tận vô cùng hội tụ là một chỗ. Cỗ ủy lực khủng bố này đáng sợ tới nhường nào. Khi linh lực bà động khắp bầu trời bạo phát, rồi từ bốn phương tám hướng hội tụ tới Lục Tiêu Du có cảm giác mình hít thở không thông, thân thể đột nhiên bị một cỗ áp lực đè nặng giống như muốn nghiền nát hắn vậy. Nữ tử Tuyệt Mỹ nhíu mày, cánh tay vùng lên, một đạo quang mang vô hình từ trong người tràn ra, sau đó đem Lục Tiêu Du bao phủ vào bên trong. Áp lực chung quanh người Lục Tiêu Du một lần nữa biến mất, y phục trên người nữ tử Tuyệt Mỹ tung bay, thân thể lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt bình thản nhìn đến lực tràn ngập trong không trung trước mặt. Cô linh lực bà động kinh khủng kia, một khi lan tới phạm vì mấy chục thước quanh người nàng, lập tức bị động, bị nghiền nát, rồi biến mất trong không trung. Nhìn cảnh tượng này, mặc kệ là lục tiêu du hay làng thành tuyển, khổng linh vương đều vô cùng kinh hãi trong lòng. Hai vị siêu cấp cường giả xuất thủ ra, quả thực quá kinh khủng. Nếu như bảo ba người nhúng tay vào trận chiến giữa bọn họ, sợ rằng bọn họ cũng không có dũng khí làm như vậy. Ngưng tụ cho ta. Giờ phút này sắc mặt nam tử trùng niên kia cũng cực kỳ ngừng trọng thủ ấn chợt biến ảo trong miệng vang lên một tiếng quát trói tai thanh âm vừa dứt linh lực ba động tràn ngập thiền địa lập tức trùn rẩy không ngừng ba động rít gào giống như biển gầm tiếng cạch cạch không ngừng vang lên trong chớp mắt một đầu cự mãng màu trắng lớn nghìn thước xuất hiện trong không gian thân thể của đầu cự mãng màu trắng cuồn cuộn giống như vật còn sống một cỗ năng lượng ngập trời từ trên thân thể tràn ra trực tiếp khiến cho không gian chung quanh xuất hiện từng cái khe uy áp kinh người khiến cho lục tiêu du chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy tìm đập nhanh hơn vài phần. Cự mãng thành hình, sắc mặt nam tử trùng điên trầm xuống, một cỗ linh lực bàng bạc rót vào bên trong cự mãng, uy áp trên người đầu cự mãng kia nhanh chóng lan tràn ra. Trong giây lát, cỗ năng lượng ẩn chứa bên trong càng lúc càng trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Quá mạnh mẽ, giống như là mang theo lực lượng rời núi lớp biển. Trong lòng của lục tiêu du có chút rùng rậy âm thầm lo lắng. Nữ tử tuyệt mỹ bên người của hắn không biết có thể chống lại nam tử này hay không. Công kích kinh khủng như vậy, một khi bạo phát, Lục Tiêu Du thậm chí còn hoài nghi. Phiên hải đảo và hải vực này không biết có còn hay không, hay là bị san bằng. Để ta nhìn xem người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ánh mắt của nam tử trung niên trầm xuống, dường như vì ngưng tụ công kích kinh khủng này, hắn cũng tiêu hào không ít. Hai tay nhanh như tiềm điện, lần lượt đánh ra một đạo thủ ấn sau đó mạnh mẽ đẩy về phía trước, đầu cừ mãng màu trắng giữa không trung bỗng nhiên gần đầu giống lên một tiếng, không gian chợt run rẩy, cừ mãng mang theo uy áp ngập trời, nhanh như thiểm điện bắn về phiên nữ tử Tuyệt Mỹ và Lục Thiêu Dục. Cừ mãng màu trắng cuồn cuộn, năng lượng đáng sợ từ bên trong tràn ra, nơi nó đi qua, không gian hỗn loạn, gợn sóng vàng tùng tóe, từng cái khe không gian đen kịt khổng lồ xuất hiện, đầu cừ mãng màu trắng này giống như là vẫn thạch mang theo quang mang màu trắng kinh khủng từ trên trời đập xuống. Thổi động cự mãng màu trắng công kích, trong văn nam tử trùng điên cũng có chút tiếu ý. Công kích đáng sợ như vậy, không biết nữ tử này có thể ngăn lại được không? Giờ các này trong lòng lục thiêu du vô cùng đỏ nắng không gì sánh được. Dưới cỗ năng lượng kinh khủng này, hắn còn cảm giác vô cùng nhỏ bé. Lúc này thanh âm bình thản của nữ tử tuyệt mỹ kia cũng vang vọng trong không gian. Phía xa xa, nữ tử tuyệt mỹ dùng ánh mắt bình thản nhìn về phía đầu cự mãng màu trắng đang cuồn cuộn phóng tới tay phải vươn ra đột nhiên không gian run rẩy một cỗ năng lượng phô thiên cái địa bạo phát ra linh nguyên là linh thú trong chớp mắt sắc mặt lục tiêu dù đại biến đây chính là linh nguyên nữ tử này có thân thể là linh thú mà khí tức trên người nữ tử kia lúc này lục tiêu dù cũng cảm giác được có chút quen thuộc một tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng trên bầu trời bằng mắt thường có thể thấy được linh quyền từ trong cơ thể nữ tử này bạo phát ra sau đó hóa thành một đầu thanh long ngũ trảo trên người thanh long uy ám long uy uy tràn ra dưới ngũ trảo phải có lôi vân lần phiến trên người tỏa ra quang mang rực rỡ giống như vật còn sống lục tiêu du có chút kinh ngạc cự long màu xanh này dường như có chút tương tự với bản thể của tiểu long chỉ là lại có chút khác biệt lúc này khí tức trên người nữ tử tuyệt mỹ phóng ra cực kỳ tương đồng với tiểu long. Thành long rít gào, không gian vặn vẹo, mà đầu cự mãng màu trắng kia đột nhiên giống như vật còn sống, trong mắt hiện lên sự e ngại. Dưới thành âm nhàn nhạt, nhạt, của nữ tử tuyệt mỹ, cự long màu xanh và cự mãng màu trắng va chạm cùng một chỗ. Một rồng một rắn trong nháy mắt nổ tung. Một rồng bột rắn trực tiếp va chạm cùng một chỗ, năng lượng kinh thiên động địa như một cơn lốc khuếch tán, đào nhỏ liên miên phía dưới trong năng lượng kinh khủng kia, đột nhiên nứt nẻ rồi bắt đầu chìm xuống giống như là sập vậy. Trong phiên hải vực này, sóng biển ngập trời, sóng biển cuồn cuộn trực tiếp dâng tới một độ cao vô cùng kinh khủng. Đồng thời khi cơn lốc năng lượng kia khuếch tán tới một trình độ nhất định, thì đột nhiên dừng lại, đột nhiên biến mất trong thiền địa. Đồng thời cũng lúc đó, nam tử trùng điền kia bị làn tới, thần hình khẽ run lên, trong ít hầu vang lên một tiếng rên, khoe miệng tràn ra máu, thậm chí ngay cả khí tức cũng có chút hỗn loạn. Hiện nhiên dưới cơn lốc năng lượng kinh khủng này hắn đã bị thường tổn không ít nữ tử tuyệt mỹ cũng lảo đảo thối lui chỉ có lục tiêu du phát hiện ra trong lúc nữ tử tuyệt mỹ này thối lui mỗi một bước lùi lại đều khiến cho hư không rạn nứt liên tiếp năm bước chân thân thể mềm mại kia mới đứng vững lại rõ ràng vừa rồi nữ tử tuyệt mỹ này đã chiếm thế thượng phong hừm thì ra là vậy ánh mắt của nam tử trung niên trầm xuống dường như đã biết thân phận của nữ tử tuyệt mỹ hắn ta nói, các người và ngũ đại hoàng tộc đã có ước định, việc của nhân loại các ngươi không thể nhúng tay vào, lẽ nào tổng nhân của các người định phá ước định sao? Việc nhân loại ta lười nhúng tay, chỉ là người này có chút quan hệ với ta, đương nhiên ta muốn dẫn đi. Nữ tử tuyệt mỹ nói xong, phất tay về phía trước một cái. Gợn sóng trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái khe, đồng thời bàn tay nắm lấy vai của lục tiêu du, trong nháy mắt biến mất trong không gian gợn sóng. Chờ đó cho ta, nhìn nữ tử tuyệt mỹ và lục tiêu du rời đi trong ánh mắt nam tử trùng điên hiện lên sự âm hẳn hai tay nắm chặt không gian chung quanh lập tức lạnh lẽo thế nhưng hắn cũng không định đuổi theo hắn biết rõ hắn đuổi theo cũng không thể làm gì được dù sao hắn không có cách nào đoạt lại lục tiêu du từ tay nữ tử kiện nữa Sư huynh người này chẳng lẽ là lăng thanh tuyền đi tới bên người nam tử trung niên rồi nói ánh mắt nhìn phương hướng nữ tử tuyệt mỹ và lục tiêu du rời đi trong mắt có chút mở mịt. Không ngờ trong lòng của nàng, lúc này lại có cảm giác dễ chịu, dường như vui vẻ vì lục tiêu du đã chạy trốn. Chính bản thân của nàng cũng không hiểu vì sao trong lòng của mình lại có cảm giác này. Thế nhưng sau khi suy nghĩ, nàng cảm thấy mình chỉ nghĩ lung tung mà thôi. Kế tiếp nên bắt tên vù sĩ kia thế nào, trong lòng của nàng hiện tại chỉ có hận ý mà thôi. Không sai, chính là bộ tộc kia, huyết mạch chính thống, nam tử trùng điền nói phó giới chủ, lục tiêu du đã bị cứu đi rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không linh vương do dự một chút rồi nói. Vốn đã bắt được lục tiêu du, sau khi trở về, hắn được trọng thưởng, nó không chừng thực lực lại trực tiếp đột phá mấy trọng. Thế nhưng vì nữ tử tuyệt mỹ kia xuất hiện, cho nên tất cả đã tan thành mây khói. Người nọ bảo vệ được lục tiêu du một lúc, chứ không bảo vệ được cả đời. Trên người lục tiêu du có từ lồi huyền định và vô tự thiền thư, phần phó xuống dưới, toàn lực vây bắt lục tiêu du ta sẽ phái một ít cường giả trong giới ra, không thể để cho hắn rời khỏi Đông Hải. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói. Vâng, không đình vương cùng kính đáp. Khi lục thiêu du lần thứ hai xuất hiện trong không gian, thì đã tới bầu trời ở một chỗ hải vực khác. Trên hải vực yên tĩnh không ngừng có gió biển thổi qua. Trên hải vực phía xa, dường như có không ít đảo nhỏ. Xin đã tạ tiền bối đã xuất thủ cứu giúp. Lục tiêu du vội vã hành lễ. Được người này cứu, lục tiêu du vô cùng cảm kích đồng thời cũng có chút đề phòng. Hắn và nữ tử thần bí này không quen biết nhau. Người này cứu hắn, lẽ nào cũng là vì vô tự thiên thư và tứ lôi huyền đỉnh trên người hắn. Hiện tại người đã an toàn rồi, thế nhưng lần sau chú ý không đến để người của linh vũ giới bắt được. Linh vũ giới không phải là thiết lực mà người có thể động vào, cho dù là ta cũng không thể chống lại toàn bộ linh vũ giới. Người nghe vậy đã hiểu chưa? Nữ tử tuyệt mỹ nhìn lục tiêu du dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu lục tiêu du. Nàng nói, người không cần đề phòng ta, nếu như người khác trong tộc tới đây, một khi nghe thấy vô tự thiền thư trên người của ngươi, có lẽ sẽ xuất thủ với ngươi. Mà tứ lôi huyền đỉnh tuy rằng là thần khí của huyền thiền yêu tôn, thế nhưng đối với ta lại vô dụng. Thế nhưng đối với người khác cũng là trí bảo khó cầu. Chuyện đoạt của ngươi cũng không nhất định. Lục tiêu du sửng sốt, nữ tử tuyệt mỹ này dường như không có ác ý với hắn. Lục tiêu du chợt nhíu mày mà nói, không biết vì sao tiền bối lại cứu ta. Lẽ nào ta và tiền bối có quen biết gì sao? Chúng ta không quen biết nhau. Nguyên do ta cứu ngươi, sau này ngươi sẽ biết. Đồng bạn của ngươi sẽ có liên hệ. Hiện tại đã đi vạn đảo nhai. Ngươi đi tìm bọn họ đi. Vạn đảo nhai dường như không đơn giản. Các người tốt nhất nên chú ý một chút. Nữ tử tuyển Mỹ, Mỹ hạnh kia lạnh nhạt lại nói. Ở đây tuyệt đối an toàn, về sau chính người phải cẩn thận. Nói xong, nữ tử tuyển Mỹ lập tức biến mất để lại lục thiêu du với vẻ mặt kinh ngạc. Nữ tử tuyệt mỹ này quả thực có chút quái dị, không biết cũng không có quan hệ họ hàng, tại sao lại ra tài cứu hắn, lẽ nào đây là do nhân phẩm của hắn tốt sao? Suy nghĩ một lát, lục Tiêu du tìm kiếm phương hướng rồi lập tức rời đi. Nữ tử tuyệt mỹ kia nói đây là nơi an toàn, tiểu long và tâm đồng đi vạn đảo nhai, tương đương với việc bọn họ không xảy ra chuyện gì. Nữ tử tuyệt mỹ kia biết hành tung của đám người tiểu long khiến cho lục tiêu du một lần nữa trở nên kinh ngạc. Sau một lát trên một hải đảo, Lục Thiếu Du tìm tòi một chút rồi lần nữa tiến vào trong hải vực. Trong hải vực bên trong một cái động ở hải đá ngầm, toàn thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang tiến vào bên trong. Lúc này chân khí của hắn tiêu hao gần như cạn kiệt, không thích hợp để di chuyển nhiều, cũng còn phải đề phòng đám người của lình Vũ giới, cho nên sau khi suy nghĩ một lát, Lục Thiếu Du cảm thấy mình nên khôi phục thực lực trước thì tốt hơn thủ ấn bắt đầu được kết xuất ra từ lôi huyền đỉnh xoay tròn trong lòng bàn tay lục tiêu du lập tức tiến vào bên trong từ lối huyền đỉnh trong từ lôi huyền đỉnh quang mang chợt lóe đột nhiên có bốn đạo thần ảnh xuất hiện trước người lục tiêu du bà vũ vương một linh vương của linh vũ giới cả đám lúc này dùng ánh mắt kinh ngạc kinh hãi nhìn về phía lục tiêu du lục tiêu du hít sâu một hơi bà vũ vương này có vũ vương nhất trọng hai vũ vương tứ trọng còn có một linh vương tam trọng lục thiêu du cố ý không đánh chết bốn người này là bởi vì muốn thôn phệ bọn họ muốn tìm vũ vừng linh vừng thôn phệ mà nói không phải là chuyện dễ dàng bốn người này vừa vặn làm đá cây chân cho hắn thôn phệ giết thì quá đáng tiếc bốn người dường như cảm nhận hàn ý từ trong mắt lục thiêu du trong lòng bất trì bất giác không ngờ lại sợ hãi muốn chạy trốn qua đây đi lục thiêu du lạnh nhạt nói ra một tiếng trong từ lồi huyền định bốn người này sao có thể thoát khỏi tay của lục tiêu du thân thể của bốn người lập tức không thể nhúc nhích. Thân ảnh lục tiêu du cũng nhanh chóng hiện lên trước mặt vũ vương nhất trọng kia. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bốn người này. Một vũ vương nhất trọng, hai vũ vương tứ trọng. Trong đó có một người dường như là vũ vương tứ trọng địch phong. Còn có một lĩnh vương tam trọng. Lục tiêu du phỏng đoán bốn người này có lẽ cũng là tán tu tiếng tầm lừng lẫy. Bốn người này không ngờ lại gia nhập lĩnh vũ giới. Hình như đây cũng là lần đầu tiên Lục Tiêu Du thôn phệ người của lĩnh vũ giới thì phải. Bị ánh mắt của Lục Tiêu Du tập trung vào người, vẻ mặt của bốn người trở nên kinh hãi, trong lòng có cảm giác sợ hãi khó hiểu. Không biết có thể đột phá tới vũ vương tứ trọng hay không. Lục Tiêu Du thầm nói, hiện tại hắn đã là vũ vương tam trọng, nếu muốn đột phá tới vũ vương tứ trọng, Có năng lượng cần cực kỳ kinh nhân. Có bà vũ vương này ở đây, thế những chân khí của vũ vương nhất trọng. Đối với hắn mà nói, không thể thăng được bao nhiêu thực lực. Hai vụ vương tứ trọng, trong đó có một vụ vương tứ trọng đỉnh phong, không biết có thể chống đỡ cho hắn đột phá lên vụ vương tứ trọng hay không. Đan điền của hắn cực kỳ khổng lồ, mà khi luyện hóa chân khí của người khác còn phải loại bỏ tạp chất. Chỗ tốt hắn nhận được chỉ có một phần mười. Muốn thôn phệ ba người này đột phá tới vụ vương tứ trọng mà nói, dường như có chút khó khăn. Nói xong, Lục Tiêu Du lập tức có động tác trong ánh mắt kinh hãi của vũ vương nhất trọng kia, trong tay lục tiêu du có một đạo thủ ấn được ngừng tụ, từ trong lòng bàn tay có một cỗ trần khí hóa thành một dòng xoáy, một cỗ hấp lực lớn từ trong lòng bàn tay lục tiêu du xuất hiện, trong nháy mắt bàn tay chụp lên thiền linh cái của vũ vương nhất trọng kia, âm dương linh vũ quyết, lục tiêu du khẽ quát một tiếng thôi động âm dương linh vũ quyết, một cỗ hấp lực lớn từ trong bàn tay hắn bắn ra, bạo phát khuôn mặt của vũ vương nhất trọng kia lập tức dữ tợn chân khí nhanh chóng bị thôn phệ. Chân khí bàng bạc từ trong người kéo tới tay lục tiêu du. Ngay cả hồn anh trong đầu của hắn cũng bị kéo ra, lập tức tiến vào trong đầu của lục tiêu du. Chỉ là lúc này, đại hồn anh đang luyện hóa hồn anh của hỷ vô thượng, mà hồn anh lục tiêu du thôn phệ tới cũng không làm cho đại hồn anh chú ý. Tiểu hồn anh trước mắt xoay tròn, tự động luyện hóa. Chỉ là đại bộ phận chỗ tốt đối với linh hồn đều bị kim đào bầu vàng trực tiếp cướp đoạt hết. Khoảng chừng được canh giờ sau, vụ Vương nhất trọng này đã trở thành một cỗ thây khô. Rơi đỉnh hòa trong tay lục tiêu du lập tức hóa thành tro tàn. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại, lục tiêu du lại đánh ra một đạo trào ấn chụp lên người vũ vương tứ trọng kia. Tiếp tục thôn phệ. Trải qua nửa canh giờ nữa, hai vũ vương tứ trọng liên tiếp bị lục tiêu du thôn phệ thành thây khô. Linh vương tam trọng còn lại, lúc này kinh hái tới mức cực hạn, nhìn về phía lục tiêu du. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong lòng của hắn khiếp sợ và kinh hãi tới vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện ra, lục tiêu du đang thôn vệ trần khí của người khác, biến thành trần khí của chính mình. Mà công pháp này dường như có không ít chỗ tương tự với công pháp mà người trong giới ai cũng thả thiết mở ước. Công pháp này tựa hồ còn mạnh hơn không ít. Mà lúc này, sắc mặt của lục tiêu du đã đỏ lên, thôn vệ chân khí ba người khiến cho lục tiêu du có cảm giác đỏ độ. Nếu không có bất diệt huyền thể, thì hắn có lẽ đã bị bạo thể mà chết từ lâu. Lục Tiêu Du cũng hoàn toàn không để ý tới cảm giác no đủ khi thôn phệ chân khí. Trong mắt Lục Tiêu Du hiện tại tràn ngập sự khiếp sợ, bởi vì khi thôn phệ chân khí của bà Vũ Vương này, đồng thời Lục Tiêu Du cũng thi triển sự linh thuật. Từ trong đầu ba người, Lục Tiêu Du biết được một ít chuyện của linh vũ giới. Ba người này tuy rằng đều là Vũ Vương, thế nhưng địa vị trong vũ giới bây giờ cũng không cao. Cũng tuyệt đối là không thấp. Chuyện của linh vũ giới bọn họ cũng không biết quá nhiều. Chỉ là trong đó có một chuyện khiến cho lục tiêu du kinh ngạc. Ba người này vốn quả thực chính là tán tu đổi danh, gia nhập linh vũ giới hơn chục năm. Ba người này gia nhập linh vũ giới cũng là bởi vì trong linh vũ giới có một bộ công pháp. Công pháp này có thể trực tiếp thôn phệ linh lực và chân khí của người khác để đột phá. Thế nhưng ba người này cho tới hiện tại còn chưa thu được bộ công pháp kia. Thế nhưng dưới sự trợ giúp của linh vũ giới, thực lực của ba người này bấy năm nay tăng lên nhanh chóng. Hơn chục năm trước, ba người chỉ là vũ xuất bát trọng mà thôi. Hiện tại đã là vũ vương tứ trọng, cũng có thể nói là hài lòng vô cùng. Linh vũ giới có công pháp tồn vệ chân khí đình lực sao? Lục Tiêu Du suy nghĩ, công pháp này giống như âm dường linh vũ quyết của hắn. Lẽ nào công pháp có liên quan tới âm dường linh vũ quyết? Đáng tiếc ba người chưa từng tù luyện qua, bằng không hắn có thể điều tra một chút. Trước tiên phải luyện hóa ra đã. Suy tư một lát, Lục Tiêu Du cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của linh vương tam trọng kia, mà lắc mình đi tới một gian thạch thất. Sau khi ngừng thần tĩnh khí, Lục Tiêu Du thu thập và lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa số chân khí thôn vệ vào trong cơ thể. Sau khi bỏ đi tạp chất, số chân khí kia lập tức hóa thành chân khí của Lục Tiêu Du tiến vào trong đàn điện. Cô chân khí bảng bạc được thôn vệ tới này cũng không ít, khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi mỉm cười. Một lát sau, quanh thần Lục Tiêu Du được bao phủ bởi một vòng quang màng nhàn nhạt, nhạt lập tức tiến vào trong trạng thái luyện hóa thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua đồng hải lớn bao nhiêu đối với mọi người mà nói cũng không có một khái niệm rõ ràng mọi người chỉ biết đông hải vô cùng rộng lớn giống như vô cùng vô tận lớn tới mức không gì so sánh được rộng tới mức chưa từng có ai đi tới tận cùng bởi vì đọc đường nguy hiểm trọng trọng vô cùng không phải có dũng khí là có thể đi tới tận cùng được trong hải vực cũng có không ít lục địa và đảo nhỏ, cũng có một ít đất liền rộng lớn, coi như là cỡ yêu thú vì hành, sợ rằng mấy ngày cũng không đi hết. Trên một ngọn núi, một thân ảnh xinh đẹp nhìn về hải vực phía trước, y phục màu đỏ trên người tung bay, trong lòng dường như đang có tầm sự, trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên sự ngưng trọng. Thân ảnh xinh đẹp kia kẽ thở dài, trong ánh mắt hiện lên sự ngưng trọng và bất đắc dĩ. Sư phụ, con tới rồi. Một thân ảnh màu cam xuất hiện, dùng nhàn tuyệt mỹ xinh đẹp trẻ trung, quyến rũ, chính là đạm đài tuyết vi. Thân ảnh xinh đẹp kia quay đầu lại, bộ y phục màu đỏ trên người bao phủ thân thể lình lùng quyến rũ. Người này chính là mỹ lình vương mộ dung lan nan. Nhìn đạm đài tuyết vi, mộ dung lan nàn nói. Tuyết vi, hôm nay còn gọi, hôm nay gọi con tới đây là muốn cho con chuẩn bị một chút, bắt đầu tiếp nhận trước vị đạo chủ thiên vân đạo. Sư phụ, chuyện này không thể, thực lực của con còn thấp, không thể đảm nhiệm chức vị đảo chủ thiên vận đảo được. Đạm đài tuyết vi sửng sốt, chuyện này khiến cho nàng vô cùng nghi hoặc. Vì sư đã quyết định rồi, có lẽ các thái thượng trưởng lão cũng không phản đối. Khi trước sư phụ tiếp nhận chức vị đảo chủ thiên vận đảo thì con chưa có thực lực như con hiện tại. Con chuẩn bị tiếp nhận chức vị đảo chủ đi, cũng không cần để ý quá mức tới chuyện này. Nhớ cho kỹ, chức vị đảo chủ thiên vân đảo đối với con mà nói chỉ là tôi luyện, tu luyện mới là thứ quan trọng nhất. Mộ dùng làn là làn nói ra. xa đệ tử hiểu rồi. Đạm đài tuyết vi thấy sư phụ đã quyết định cho nên lập tức gật đầu, ánh mắt khẹn đổi, mở miệng hỏi. Sư phụ, người muốn bế quan sao? Đúng, vì giữ bế quan một đoạn thời gian. Mộ dùng làn là làn nói. Trong từ đồi huyền đỉnh, quang mang quanh thần lục tiêu du thu liễm đồng thời miệng thở ra một gụm trọc khí. Trọc khí được thở ra, hai mắt lục tiêu du mở ra. Khí tức trên người đúng như lo lắng của lục tiêu du chỉ đạt được vu vương tam trọng đỉnh phong còn kém một chút mới có thể đột phá Bà vu vương hai vu vương tứ trọng sau khi bỏ đi tạp chất số năng lượng trần khí không đủ để cho lục tiêu du đột phá tới vu vương tứ trọng mà chuyện này chủ yếu cũng là do đàn điền của lục tiêu du so với người có tu vi đồng cấp mạnh hơn nhiều còn kém một bước nữa lục tiêu du nhíu chân mày còn kém một bước là hắn có thể đột phá tới vu vương tứ trọng vu vương tứ trọng và vu vương tam trọng hơn kem nhau chỉ một trọng, thế nhưng thực lực lại hoàn toàn không giống như vậy. Trước tiền đột phá thì hơn. Lục tiêu du quyết định, thực lực của mình vẫn thiếu, đột phá một trọng mà nói thì tỷ lệ bảo trụ tính mạng của hắn và đào thoát lại lớn hơn một chút. Trần Nguyên Đan Trong tay lục tiêu du lập tức xuất hiện một viên đan dược màu tím. Trần Nguyên Đan, đây chính là đan dược lục phẩm trung giai hậu kỳ đỉnh phong, giá trị không thuộc đan dược thất phẩm hậu giai bình thường. Nếu như ném viên đan dược này ra bên ngoài, trao đổi mà nói vũ vương bình thường sợ rằng sẽ không có ai không muốn dùng đàn dược tất phẩm hậu dai để đổi lấy nó thân là linh giả lục tuyết du từng nghiên cứu ngọc giản về đan dược mà nam thúc giao cho hắn lai lịch của trần nguyên đan này lục tuyết du vô cùng rõ Chỉ ít loại đan dược này hiện tại hắn còn chưa thể luyện chế được huống trị đan dược như trần nguyên đan này tuy rằng là lục phẩm trung dai thế nhưng tài liệu luyện chế cực kỳ kinh khủng trong đó có ba loại tài liệu chủ yếu chính là thiền điền bạch thuật, thủ ô ngàn năm, còn công ngũ diệp linh trì ngàn năm. Ba loại tài liệu này vô cùng kinh khủng, chính là tài liệu chủ yếu để luyện chế ra một viên yêu linh đan thất dài trung kỳ thổ hệ. Trần quyền đàn này không có tác dụng gì nhiều, công hiệu chủ yếu chính là để thăng chân khí. Thứ lục tiêu dù thích nhất cũng chính là loại đan dược để thăng chân khí như vậy. Loại đan dược như vậy cực kỳ hiếm thấy, cho dù là lục phẩm cũng vô cùng hiếm thấy. Đàn dược thất phẩm thì vô cùng ít ỏi, nhưng mà chân nguyên đan này cũng có một yêu cầu, đó là chỉ có vũ giả thổ hệ mới có thể sử dụng. Đương nhiên yêu cầu này đối với lục thiêu du hoàn toàn không có chút khó khăn nào, bởi vì bản thân lục thiêu du cũng chính là vũ giả thổ hệ. Người dùng chân nguyên đan này có người nói có thể trực tiếp để thăng một trọng trần khí, vũ vương cấp thấp thì hiệu quả càng lớn. Đàn dược thất phẩm trùng dài đỉnh phong, bình thường sợ rằng vũ vương nhất nhị trọng bình thường cũng không dám ăn vào bởi vì một khi ăn vào sẽ có khả năng bạo thể mà chết. Mà chân nguyên đan này chính là đan dược mà Lục Thiêu Du thu được ở trong từ đôi huyền đỉnh khi còn ở huyền thiền bí cảnh. Khi Trương thu được một khỏa chân nguyên đan này, Lục Thiêu Du trực tiếp thu vào trong chiếc nhẫn trữ vật ẩn giấu cũng tìm thời gian thích hợp để mà sử dụng nó. Biết rõ năng lượng bên trong chân nguyên đan cho nên thời điểm còn là vũ vương dị trọng, Lục Thiêu Du vẫn cố gắng nhẫn nại. Tuy rằng có bất diệt huyền thể thế nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Giờ phút này, hắn đã là vũ vương tam trọng đỉnh phong, khoảng cách tới vũ vương tứ trọng cũng chỉ kém một bước. Hơn nữa, gần đây lại gần để thăng thực lực, cho nên lục tiêu du không do dự gì nữa. Trần quyền đàn này hắn muốn sử dụng, cứ để nó bên người, coi như cũng không có công dụng gì khác. Một cái dùng đan dược này đủ để cho hắn đột phá, thậm chí... Khóe miệng của lục tiêu du mỉm cười, trong lòng có chút trở mong sau đó lập tức đem khỏa đàn dược màu tím tràn ngập năng lượng bàng bạc này vào trong miệng. Đàn dược tiến vào trong miệng, một cỗ năng lượng bàng bạc khuếch tán. Sắc mặt của lục tiêu du lập tức đỏ ửng, thủ ấn trong tay được kết, bắt đầu luyện hóa cỗ năng lượng bàng bạc trong chân nguyên đàn. Quanh thân lập tức được một đám quang mang bảo phụ. Cứ như vậy, khí tức trên người lục tiêu du một lần nữa được kéo lên, chậm rãi luyện hóa. Quang mang trên người ngày càng đậm đặc, sử dụng chân nguyên đan này Lục Tiêu Du bắt đầu có kinh ngạc. Năng lượng bàng bạc trên trần nguyên đàn này so với trong tưởng tượng của hắn còn bàng bạc hơn không ít, Trần nguyên đàn này quả thực là đổ tốt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khí tức quanh thần Lục Tiêu Du không ngừng kéo lên, gợn sóng trong không gian chung quanh không biết từ khi nào đột nhiên bà động, quang mang chung quanh Lục Tiêu Du trở nên đại thịnh. Chỉ một lát sau, quang mang màu vàng quanh người Lục Tiêu Du càng ngày càng đậm đặc, mà lúc này trên da của hắn cũng có quang mang nhàn nhạt tràn ra, có vẻ vô cùng huyền ảo. Đột nhiên một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đột nhiên hội tụ tới, lúc này cũng không có ai thấy được. Trên bầu trời hải vực vô biên, đột nhiên có năng lượng trong thiên địa bị dẫn dắt chui vào trong hải vực, tạo thành một dòng xoáy lớn ở phía dưới. Bản động như vậy khiến cho vô số yêu thú trong nước cảm nhận được, những yêu thú thực lực thấp đều bị áp chế tới mức không thể nhúc nhích những yếu thú có thực lực cao đều bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Loại ba động mạnh mẽ này có lẽ là bảo vật xuất thế cũng không nhất định. Trong bầu trời hải vực có một cỗ năng lượng trong thiên địa cuộn trào mạnh liệt. Từng đạo năng lượng vô hình trong thiên địa cấp tốc ngừng tụ. Trên hải vực trực tiếp hình thành một dòng xoáy. Đương nhiên, tất cả chuyện này cũng không có người nào phát hiện ra. Lúc bây giờ bên trong tử lôi huyền đỉnh, quanh thần lục thiêu du càng ngày càng mạnh khí tức. Dưới năng lượng thiên địa cuộn cuộn, xót vào trong cơ thể, toàn bộ cơ thể bắt đầu tiến hành lột xác và cường hóa một cách nhỏ nhỏ. Loại cường hóa này dựa trên cơ sở bất diệt huyền thể. Cơ thể lần nữa được tăng cường mạnh mẽ vô cùng. Vô số lỗ chân lồng đều đang tham lam thôn phệ năng lượng trong tiền địa vào cơ thể. Quá trình này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi rồi tiêu tán. Mà lúc này, lục tiêu dù đã là vũ vương tứ trọng. Dưới sự trùng kích của Trần Nguyệt Đan, suốt cuộc lục tiêu du đã đột phá tới vũ vương tứ trọng. Tuy rằng đã đột phá tới vụ vườn tứ trọng, thế nhưng còn chưa kết thúc. Năng lượng của Trần Quyền Đan trong cơ thể lục Thiêu du còn chưa luyện hóa hết. Cô năng lượng bên trong Trần Quyền Đan cực kỳ bàng bạc. Bạch thuật ngàn năm, thủ ô ngàn năm, còn có ngũ diệp linh trì ngàn năm, lại thêm một viên yêu đan thổ hệ thất dài trùng kỳ đỉnh phong với luyện chế ra quả đan dược này. Cô năng lượng bàng bạc kia khiến cho lục Thiêu du không ngừng luyện hóa. Lục tiêu du phỏng đoán, cổ năng lượng bàng bạc này Sợ rằng có thể so với số chân khí bên trong cơ thể của cường giả Vũ Vương Lục Trọng Lục Thiêu Du đột phá tới Vũ Vương Tứ Trọng Nếu như là cường giả Vũ Vương khác Sợ rằng sẽ kích động không ngớt Thế nhưng Lục Thiêu Du lại không có một chút kích động nào Hắn đã gặp rất nhiều siêu cấp cường giả Cho nên Lục Thiêu Du biết được thực lực của mình còn xa mới đủ Bầu trời hải vực lại yên ả à trở lại Lục Thiêu Du tiếp tục luyện hóa Thế nhưng xung quanh hải vực có không ít yêu thú bị kinh động bắt đầu phóng tới phiến hải vực này, không ngừng tìm kiếm chung quanh. Trong đồng hải rộng lớn vô biên, lại tại một nơi cách đó khá xa, bốn người tiểu long dương quá, lục tâm đồng, như hoa, một đường phi hành, rốt cuộc cũng thấy đất liền, một mảnh đất liền vô cùng lớn. Đây là nơi nào? Trên lưng phi thiền ngô công, lục tâm đồng nhìn xuống phía dưới, phía xa có những ngọn núi liền miên, ở giữa có không ít kiến trúc mảnh mông, không thấy điểm cuối. Trên ngọn, có một vô số cây cối tỏa ra sinh cơ nồng đậm ở trong hải vực có thể thấy được một mảnh lớn đất tiền này quả thực khiến cho mọi người kinh ngạc cũng không biết còn bao lâu mới tới vạn đảo nhai chúng ta cũng chưa tới đó bao giờ không bằng xuống bên dưới hỏi vốn chút đi tiểu long chớp mắt rồi nói phương hướng cụ thể của vạn đảo nhai mọi người cũng là không biết ngay cả quỳ long như hoa cũng không hề biết mọi người hiện tại chỉ đi theo phương hướng tại khái mà thôi từ phía xa nhìn thấy mảnh đất liền lớn. Vị thiền ngộ cầm cũng thu hồi thần hình to lớn. Bốn người lập tức lăng không và đáp xuống. Một địa phương công người rồi mới đi về phía trước. Sát biển giới đất liền còn có một hải cảng lớn. Chủ bị trùng quanh có vô số con thuyền lớn không ngừng qua lại. Sướng như cực kỳ phồn hoa. Mọi người chậm rãi đi về phía trước. Sau khi đi qua một con đường đá lớn một cửa thành cao hơn với thức hiện lên trước mặt mọi người. Đồng thời trước cửa hàng có mấy trăm người mặc khổi giáp đứng gác những người này luôn nhìn chằm chằm về phía trước khi thức cường hãn trên người tràn ra tù vì đám người này đều là vũ sư không ngờ lại đi trồng cửa thành có thể thấy được nơi này cũng không đơn giản tí nào bốn người cũng không để ý mặc kệ đây là thế lực gì bốn người cũng không cần lo lắng còn chưa có thế lực nào mà bốn người sợ hãi huống chỉ bốn người không phải tới đây đánh nhau mà chỉ muốn hỏi đường mà thôi bốn người đi vào cửa thành trong tiếng thấp giọng nghị luận của mọi người bốn người mới biết được đây chính là địa bàn của nhật sát các nhật sát các chính là một trong tứ các tứ đảo thế lực cũng không nhỏ trên đường vô cùng náo nhiệt dòng người đông đúc tuy rằng đang tìm kiếm lão đại thế nhưng hai tiểu tham ăn như lục tâm đồng và tiểu long cũng không quên dừng lại thưởng thức món ngon mấy ngày này bọn họ chưa từng chạm đất một lần nào lúc nào cũng ở trong trạng thái khẩn trương lo lắng lúc này có thể ăn một bữa cơm ngon đối với hai người mà nói cũng giảm bớt đi sự lo lắng một chút sau khi tìm thấy một tử điếm phổn hoa náo nhiệt nhất mọi người lập tức tiến vào ở trong nơi náo nhiệt như vậy mọi người cũng nghe được một chút tin tức tiểu nhị tiến lên ánh mắt liếc quản lục tâm đồng vài lần lập tức cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo giống như ngay cả linh hồn cũng phải rụt lên vậy tiểu long và lục tâm đồng gọi không ít điểm tâm tâm thần tràn ra không ngừng nghe ngóng chuyện mà mọi người đang nghị luận mấy tin tức này đối với bốn người mà nói cũng không có bao nhiêu công dụng. Nghe nói linh trì của thiên đảo sắp mở ra, lúc này đã có không ít người đi tới thiên đảo rồi. Mỗi khi trần linh thánh quả trên thiên đảo này thành thục thì đinh trì sẽ được mở ra, có thể tiến vào trong đó thu được một quả trần linh thánh quả thì có thể khiến cho thực lực để thẳng không ít. người đừng có mơ, bằng vào thực lực của chúng ta chỉ ở ngoài còn được, muốn muốn tiến vào trong thiên đảo là chuyện không có khả năng. Trong nhật sát các này, mỗi một lần trần linh thánh quả thành thục đều bị đệ tử nhật sát các giành lấy. Ai nói như vậy? 30 năm trước, có đệ tử thành xà bằng nhận được một quả. 10 năm trước, cũng có một người nhận được một quả. Chỉ có một quả mà thôi, những quả còn lại đều bị đệ tử nhật sát các thủ lấy. Sợ cái gì, chúng ta cũng đi thử vận khí một phen, Dù sao đi nữa, nơi này cũng không cách quá xa. Nói không chừng chúng ta còn nhận được một quả, nếu lúc đó thì thực lực tăng lên một mạng lớn đấy. Tiểu Long và Lục Tâm Đồng nghe vậy, lập tức nhìn nhau rồi mỉm cười. Tâm Đồng, Tiểu Long, lẽ nào hai người... Dương Quá nhìn biểu tình trên mặt hai người, lập tức nói. Chúng ta còn phải đi tìm nhị đệ đấy. Dương Quá đại ca, chúng ta đi xem Trần Đình Thanh Quả này là vật gì một chút mà thôi. Đến lúc đó, nếu như đánh giá để mà chúng ta xuất thủ, thì cho dù chậm vài ngày đi vạn đảo ngay cũng không sao. Tiểu lòng chớp mắt rồi cười hằng hắc. Đối với bảo vật mà nói, nó không bao giờ hết hứng thú cả. Được rồi, nếu như đáng giá để xuất thủ thì chúng ta mới ra tay đấy. Dường quan nói lại, bảo vật có thể tăng cường thực lực, hắn cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Yêu hoàng, trần linh thánh quả này ta có biết một chút. Quỳ long như hoa nhíu mày, nghe nói tới trần linh thánh quả, nàng lập tức nhớ tới dường như mình đã nghe yêu vương trong khu vực khác nhắc qua việc này. Ồ, Người nói cho ta nghe một chút được không? Tiểu Long lập tức hứng thú hỏi như hoa. Ta đã từng nghe yêu vương khu vực các nhắc qua về cái tên này. Trần Linh Thánh Quả, quả thực vô cùng bất phàm. Có người nói nếu như yêu thú thất giai dùng nó, có thể để thằng không ít tu vi. Vì. vì vậy mỗi một lần linh trì của thiền đảo mở ra, sẽ có không ít yêu thú tham gia mà cướp giật Trần Linh Thánh Quả. Như Hoa suy nghĩ một lát rồi nói. Từ miệng của Như Hoa, ba người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng và Dường Quá suốt cuộc cũng hiểu một chút về lai lịch của Trần Đình Thánh Quả. Trần Đình Thánh Quả này 10 năm mới kết quả một lần, mỗi lần chỉ có 9 quả, dùng bột viên, linh dương, vũ vương và yêu thú thất sai đều nhận được không ít chỗ tốt. Bảo vật này hẳn là không tồi, chúng ta đi nhìn xem một chút, nói không chừng sau khi lão đại nhận được tin tức cũng sẽ tới nơi đó. Tiểu Long nghe xong lập tức nói với Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Nghe Tiểu Long nói như vậy, Lục Tâm Đồng và Dương Quá cũng không phản đối, Trần Linh thánh quả thành thục, Lục Tâm Đồng và Dương Quá cũng muốn đi xem một chút. Hơn nữa, nói không chừng, Lục Tiêu Du sẽ thực sự đi tới đây. Bằng vào sự hiểu biết của bọn họ về Lục Tiêu Du mà nói, chỉ cần nghe được tin tức có chỗ tốt bực này, Lục Tiêu Du nhất định sẽ phóng tới. Sau khi bốn người ăn xong, Lục tính tiền, thưởng cho tiểu nhị không ít, lại lập tức hỏi thăm đường đi tới thiên đạo. Hóa ra, thiên đạo cách nơi này không xa. Ở đó, ngay chỗ sâu trong đại lục này. Ra khỏi thành, nếu như thuê yêu thú phi hành chỉ mất nửa tháng mà thôi. Đương nhiên, nơi chọi thuê yêu thú phi hành chỉ là yêu thú phi hành nhị giai mà thôi. Ở nơi này chỗ nào cũng có chỗ trò thuê yêu thú phi hành. Mà dùng tốc độ của phi thiền ngô công mà nói, sợ rằng chỉ mất một ngày một đêm đã tới. Bốn người ra khỏi thành rồi lại tiếp tục cưỡi phi thiền ngô công đi theo hướng về thiên đảo. Mà tiểu nhị đã chỉ cho. Có bảo vật xuất hiện khiến trong lòng đám người tiểu đồng có chút trở mong trong từ lôi huyền đỉnh cực kỳ yên tĩnh, không có một ai tới quấy rối. Trong thế giới yên tĩnh này, thời gian trôi qua giống như là cát chảy, lặng lẽ không một tiếng động. Trong từ lôi huyền đỉnh cũng không có biến hóa, ngày đêm giống như bên ngoài. Đặc biệt là trong lúc lục tiêu du tu luyện, thời gian ở nơi này dường như không đáng nhắc tới. Chỉ trong chớp mắt đã trôi qua mấy ngày liền. Lục tiêu du hoàn toàn chìm đắm trong việc luyện hóa. Một cỗ năng lượng bàng bạc bên trong đàn dược đủ để khiến cho lục tiêu du không ngừng luyện hóa. Dưới trạng thái này, khí tức quanh thân lục tiêu du đang không ngừng lớn mạnh và kéo lên. Không gian chung quanh nơi lục tiêu du quanh chân ngồi đã bắt đầu ba động. Một cỗ năng lượng thổ hệ từ quanh người lục tiêu du tuôn ra. Sau đó giống như một sợi tơ lượn lờ quanh người lục tiêu du. Cuối cùng theo hô hấp của lục tiêu du mặt tiến vào trong cơ thể, không ngừng tuần hoàn. Quang mang quanh người lục tiêu du càng ngày càng nồng đậm. Càng ngày càng nhiều năng lượng thổ hệ tiến vào trong cơ thể lục tiêu du quang mang quanh thân lục tiêu du càng ngày càng trói mắt hơn. Lúc này, lục tiêu du rốt cuộn cũng đột phá lần hai. Năng lượng còn lại của Trần Quyền Đan đủ để giúp hắn từ vũ vương tứ trọng đột phá tới vũ vương ngũ trọng. Lúc này, lục tiêu du cũng không biết bởi vì hắn lần nữa đột phá khiến cho cả hải vực rung động. Năng lượng tiền địa bàng bạc khiến cho cả hải vực cuộn cuộn. Dưới cô năng lượng trong thiền địa không ngừng rót vào, cơ thể lục tiêu du nhanh chóng phát sinh biến hóa có thể nói mỗi một lần đột phá, đan điền đều mở rộng. Đan điền mở rộng, số chân khí còn có thể chứa bên trong cũng tăng trưởng gấp bội. Mà cùng lúc đó, kinh mạch cơ thể, lục vùng ngũ tạng trong cơ thể lục tiêu du đều được cường hóa không ít. Lục tiêu du đột phá, ba động chung quanh ngày càng kịch liệt, toàn bộ không gian tràn ngập năng lượng bàng bạc trong thiên địa, mà thân thể lục tiêu du giống như một vòng xoáy tham lam thôn vệ năng lượng chung quanh vào trong thân thể của mình. Mà khi tất cả bình tĩnh trở lại, một tiên năng lượng cuối cùng trong thiên địa tiến vào trong cơ thể lục tiêu du, thì một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tràn ra rồi lập tức bị thu vào trong cơ thể. Không gian một lần nữa yên tĩnh trở lại. Mãi cho đến một lúc lâu sau, một gụm trọc khí từ trong miệng lục tiêu du được thở ra, cơn sóng trong không gian trước người của hắn đã bị đánh văng ra. Hai mắt nhắm chặt của lục tiêu du bỗng nhiên mở ra, một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể phù thiền cái địa bạo phát, khi thế so với trước đây còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, Cơn sóng trong không gian rung động không ngừng. Vũ vương ngũ trọng rồi, cảm nhận không gian được mở rộng trong đàn điền và chân khí mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Lục tiêu du không khỏi mỉm cười, từ vũ vương tam trọng đột phá tới vũ vương ngũ trọng, khiến cho lục tiêu du có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của hắn so với lúc còn là vũ vương tam trọng, đã mạnh hơn không chỉ là mấy lần mà thôi. Hai tay nắm lại, không gian chung quanh nắm tay trực tiếp vạn vẹo. Lúc này Lục Tiêu Du có lòng tin tuyệt đối, tuy rằng đối phó với vũ tôn, linh tôn, nhất trọng cũng không được. Thế nhưng, nếu như gặp phải linh vương bát trọng, như là không linh vương mà nói, hắn hoàn toàn không cần cố kỵ gì cả. Thả lỏng hai tay ra, khoe miệng Lục Tiêu Du mang theo chút tiêu ý, sau đó tâm thần đảo qua đàn điền của bản thân. Sau khi điền tiếp đột phá, đàn điền của hắn lần thứ hai được mở rộng. Đan điền hắn vốn đã lớn, Lúc này càng thêm khổng lồ nhìn đan điền khổng lồ của bản thân lục tiêu du phỏng đoán chỉ bằng vào đan điền mà nói sợ rằng vũ vương thất trọng cũng chỉ được như thế mà thôi đan điền có thể so sánh với vũ vương thất trọng cảm nhận trên khí bảng bạc trong đan điền hiện giờ lục tiêu du chắc chắn chỉ bằng thực lực của bản thân muốn giết vũ vương ngũ trọng tuyệt đối có thể nói là dễ dàng dùng thực lực bản thể muốn giết vũ vương lục trọng có được hay không lục tiêu du cũng không biết thế nhưng muốn làm vũ vừng lục trọng bị thương nặng, sợ rằng cũng không phải vấn đề quá lớn đâu. Dù sao đánh chết và làm bị thương nặng là hai chuyện hoàn toàn khác xa nhau. Muốn chống đại vũ vừng thất trọng, chỉ bằng vào thực lực của bản thể, lúc này lục thiếu du tuyệt đối không có một chỗ. Lúc này, lục thiết du tuyệt đối không có một chút cố kỵ nào. Về phần có thể chống lại tới đâu, lục thiết du cũng không dám chắc. Dù sao thì hắn còn chưa thử qua. Thế nhưng, nếu như thi triển một ít thủ đoạn mà nói, hiện tại lục thiếu du ở trước mặt vũ vương bát trọng, tuyệt đối có thể chính diện mà chống lại Cho dù là vũ vương cửu trọng, thì tuyệt đối cũng không thể làm gì được hắn. Mỗi một lần đột phá, bất diệt huyền thể của hắn sẽ càng trở nên mạnh hơn, bởi vì bất diệt huyền thể hoàn toàn dựa vào thực lực của hắn mà để thăng. Còn chưa đủ, phải tiếp tục tăng cường, đường cương giả của mình còn chưa đi được bao xa. Sau khi vui vẻ được một lúc, Lục tiêu Du lập tức tự đội cho mình một cáo nước lạnh. So với nữ tử tuyệt Mỹ kia, còn có phó tường chủ của linh vũ giới, thực lực của hắn hoàn toàn chỉ là trẻ con so với người trưởng thành mà thôi. Sau khi nhìn qua đan điền, lục thiết du lại xem xét trong đầu của mình, hồn anh của bà Vũ Vương đều bị luyện hóa, trở thành linh lực bàng bạc. Đại bộ phận linh lực bàng bạc đều bị kim đào màu vàng thôn phệ, số còn lại tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng cũng là năng lượng linh hồn khiến cho tiểu hồn anh cũng nhận được không ít chỗ tốt, linh hồn lực mạnh hơn, chỉ cần liều mạng thì dùng tu vi linh vương tứ trọng hiện tại, lục tiêu du cũng không sợ linh vương lục trọng. Sau khi luyện hóa, không ít thiên tài địa bảo, lại không ít hồn anh, lại thêm việc không sợ công kích linh hồn, thế nhưng lục tiêu du rất ít khi dùng linh hồn công kích, bởi vì hắn không dám tùy ý ti triển loại thủ đoạn này. lúc này đại hồn anh còn đang tiếp tục luyện hóa hồn anh của hỷ vô thượng khí tức đang chậm rãi tăng lên. Cô linh hồn lực bằng bà kia kết hợp với sát khí, khiến cho đại hồn anh cực kỳ đáng sợ. Tất cả đều khiến cho lục tiêu du vô cùng thỏa mãn. Lúc này tù vi chân khí và linh lực của hắn đều được để thẳng không ít. Thân hình lục tiêu du lần nữa xuất hiện tại một chỗ khác trong không gian. Xuất hiện ngay trước người linh vương tam trọng kia. Linh vương tam trọng này đột nhiên kinh ngạc, sau đó miệng kêu lên một tiếng thảm thiết. xong nửa canh giờ đã hóa thành một cỗ thầy khô. Lúc này Lục Tiêu Du đột nhiên ồ lên một tiếng. Ở bên ngoài từ lôi huyền đỉnh, không ngờ có không ít yêu thú trong nước. Những yêu thú này chỉ có một ít yêu thú lục dai và ngũ dai mà thôi. Lục Tiêu Du cũng không để ý. Thôn phệ linh vương tam trọng này xong, Lục Tiêu Du cũng không định luyện hóa. Dù sao trên đường đi tới vạn đảo nhai, hắn luyện hóa cũng không muộn. Lúc này cũng nên đi tìm đám người tiểu long và tầm động. Trong hải vực, có không ít yêu thú đang tìm kiếm một thứ gì đó ba động mạnh mẽ ở đây khiến cho bọn chúng nó cho rằng trong hải vực đang xuất hiện bảo vật, hấp dẫn bọn chúng kéo nhau tới đây đoạn đoạn lớp lớp. Kinh thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.